chèo. Thằng bé chèo kìa. Ôi trời ơi. Con cầm nổi không? Cầm đồng gạo nổi không? Được nhiêu ký? Em tên Dũng. Dạ. Mẹ gửi cho anh Dũng ha. Thằng của em mày đứng đó. Dạ, rồi. À, dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. À, ngày hôm nay thì cũng được sự hỗ trợ của anh Phương ở Mỹ á. Bùi Hồ cũng với anh Mộc Đồng cũng như Út Đồng Tháp đồng hành cùng với anh Phương sẽ phát những cái phần gạo mì cũng như là những hiện kim cho những cái cô chú là sống Việt Kiều Campuchia hồi hương sinh sống tại khu vực bên bờ sông Hậu thuộc thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang cô bác quý anh chị. À, và bây giờ hành trình chuyển đồ xuống kia nè để đi được cái xóm Việt Kiều trôi nổi ở đó đó thì mình phải thuê một cái chiếc xe đi. Anh này anh thuê là anh chở là 200.000 cô bác quý anh chị. Và đây là một cái chuyến phà cũng khá là lâu đời rồi. Đây người ta gọi là phà An Hòa, bắc ngang nối giữa huyện Chợ Mới của tỉnh An Giang với lại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và trên cái con sông này là sông Hậu cô bác quý anh chị. Ở bên cái cù lao đó là cù lao Mỹ Hòa Hưng. Và đồng hành với Bùi Hồ thì có Út Đồng Tháp nè, rồi Mộc Đồng nè, với lại anh Vương từ Mỹ, từ nửa vòng trái đất trở về đây để đồng hành cùng với mấy anh em. Anh cũng ngại lên hình nên là nữ mình quay cái lưng của anh cũng được rồi. Và đây là đồng hành với mình còn có một cái chú lái đò. Và ngày hôm nay thì mình sẽ quay trở lại thăm cô chú ở xóm Việt Kiều á, tặng mấy phần mì, gạo. Đi trên cái con sông này mát lắm. Mùa này thì ở miền Tây cũng khá là nóng. Tuy nhiên thì đây là cái xóm chợ nổi. Ở đây thì những cái chiếc thuyền ghe họ đem về đây từ các tỉnh á, sông nước đem về đây để đây. Thì sau đó là những cái người mua họ sẽ mua từ đây và đem vô bờ. Và đây là chợ nổi khá là lâu đời ngay tại thành phố Long Xuyên của tỉnh An Giang. Và người ta bán gì thì người ta sẽ treo cái bẹo như vậy. Bên đây nè, anh sẽ thấy bên đây gõ nhất nè. À, cái cảnh miền Tây thấy đã ha. Đây là những cái cây bẹo nè. Mỗi một miền, vùng miền khác nhau sẽ có một cái văn hóa khác nhau. Và ở đây là sóng miền sông nước nên là nữ là cái tập tục ở đây là buôn bán ở trên sông có khá là lâu đời. Ở miền Tây thì có đến ba cái chợ nổi, chợ nổi Long Xuyên, chợ nổi Cái Răng với lại chợ nổi Phụng Hiệp ở Hậu Giang. Chợ nổi Cái Răng thì ở Cần Thơ á anh, hay là chợ nổi Long Xuyên họ buôn bán sỉ thôi. Và có những người người ta sẽ bán bún dạo nè và bán nước dạo ở trên cái sông này để bán cho những cô chú này. Người ta có văn hóa gọi là văn hóa ghi nợ luôn. Dạ. Những cái chuyến này họ sẽ neo đậu ở đây lâu luôn. Lấy hàng thì có thể chạy những cái chuyến khác về. Có thể là nửa tháng luôn. Dạ, sống Việt Kiều thì lác đác ở bên kia kìa. Vô sống Việt Kiều á chú. Vô sống Việt Kiều á. Cái bẹo không? Khoai. Là mình sẽ biết chiếc ghe này bán khoai. Ở nhà đó bây giờ sập luôn rồi. Bên đó sập luôn rồi. Ủa bây giờ trở lại sao mấy ngày này sập hết rồi? Nhà bọn chị sập hết rồi. Không biết là cô chú còn ở ở đây không nữa hay là đã lên bờ nữa. Ủa sao sát hết rồi? Mà để lại cái căn nhà để ở trên rồi. Nghe trong đó nhỏ nhỏ giống ra trong đó. Dạ. Và cũng khá là lâu rồi cả.
nổi này thì đặc sắc, không có kinh doanh du lịch. Chợ nổi ở Cái Răng thì đa số là kinh doanh du lịch, còn chợ nổi này thì đặc sắc hơn, đa số buôn bán có lâu đời. Kìa anh thấy kìa, cái mẹo kia treo mà nó mọc luôn kìa, mọc rễ luôn kìa. Lên cây luôn, cũng sáng luôn, cũng sáng mọc rễ luôn. Kìa cũng sáng lên cây luôn kìa. Treo lên cái bẹo đó cả nhà, mà lên cây luôn. Cái cảnh miền Tây thì nó đẹp lắm, hữu tình lắm, nhưng mà bây giờ ở miền Tây cá nó cũng ít, nên là nữ sống với nghề sông nước ở đây cũng cực lắm. Hay là mấy cô chú bị đuổi hết rồi ta? Anh nghĩ là không lẽ mà cô chú lên bờ rồi ta, thấy những cái căn hồi nãy là bỏ phế là sập hết trơn rồi. Kè còn sớm đó đó. Còn là có sớm. Đây phía trước đây cả nhà. Chú quẹo vô anh đó coi. Văng lưới vậy anh. Trời. Ờ dính cá bự luôn. Dạ chà. Quẹo vô coi chú đó cái đụng chưa. Dạ chà. Đi. Đi. Kêu chú đi. Đi chú ơi. Cái máy đó nặng lắm á. Trời ơi, có cái gì bự vậy? Trời ơi, nhìn con cá. Sông Hậu này cá nhiều lắm. Nhưng mà ngày trước là phải nói rất nhiều, còn bây giờ thì ít rồi, thưa dần rồi. Mấy con rồi. Từ vợ đám trà thì cũng khá là lâu. Trời ơi, con cá lăng to đùng anh. Trời ơi, cá lăng sông ngon ghê á. Quá ngon chứ. Trời ơi, cá lăng kìa. Con cá đó chắc nửa ký đúng không anh? Con cá bự dữ. Ôi sao nhiều con vậy? Đã ghê ha. Nhóc cá luôn. Anh Vương có thấy cá lăng chưa? Trời ơi, con cá lăng kìa. Trời ơi, cá to đùng ha. Này mình mới chày đó hả anh? À kéo trong đó đó hả? Kéo từ. Cá lăng. Con cá rác lát nữa nè. Cá cha sông luôn anh. Trời ơi, thác lát bự kìa. Thác lát. Ồ cá nàng hai. Cá nàng hai nó có đốm đốm, còn con cá rác lát không có được. Cá nàng hai nó bự kìa. Với con cá hú nữa đó. Trời ơi đã ghê. Cá cha cá dồ vậy đó. Phải cá hú. Cần thấy con cá hú chưa? Con kia cá tụm bu. Cá cha cá hồ. Bây giờ cá cha. Vừa hồi biết cá tụm bu là cá gì không? Dạ biết. Cá cha. Là cá cha. Cá tụm bu. Ôi cá dẫn kìa. Trời ơi, đủ buổi chiều rồi ha. Ôi ôi, cầm cá lăng dơ lên cái anh. Con cá này, cá lăng này ăn thịt ngọt lắm. Nấu canh chua là ăn ngon lắm. Trời ơi, cá lăng kìa. Quá ngon. Cá này chưa ngon đâu, chốc nhăn không ngon. Cá này nấu canh chua là dưới giá là hết sảy ha. Trời ơi. Rồi chúc mừng anh. Rồi xong đi chú ơi, hết rồi. Dạ vô sớm đó đi chú. Chia sẻ cái cảnh này cho cô bác quý chị thấy rồi. Thật ra là cũng không có cần, mà chỉ cần một con như thế thôi là ấm áp cho cả gia đình rồi. Cái cảnh chiều thì cũng đẹp quá ha. Dạ trên. Ghé vô bên đó trước đi. Ghé vô nghe bà lão bán dừa cả. Mấy cái nhà nhỏ nhỏ này khoảng mình sửa khoảng nhiêu cái vừa không? Dạ. Cái nhà nhỏ nhỏ này mình sửa cho ta khoảng nhiêu cái. Nghe mà anh, không phải nhà. Người ta tạm bỏ đó. Cái cảnh này anh thấy đều hiu dữ không?
có bán nước ngọt thì anh Phương có uống không? Đúng rồi, lỡ bán dừa đó anh Phương. Nước ngọt ở trên ghe luôn. Rồi bà cụ bơi xuồng đi bán dừa nha. Bà cụ này ở Campuchia về luôn hả? Trời ơi. Chào cậu. Chào bà nha. Chào, chào bà. À, bán dừa hả? Trời ơi. Ôi, có chân đụng. Rồi sao mình qua được cái sánh nhà ta? Từ từ anh, từ từ lên. Cậu ơi, con thấy bà bán nhiều mà sao mà có cái căn bà cụ? Bà đi bán khoai lang nữa. Để hả? Ồ, bán dừa, bán khoai lang nữa. Cho cụ chai dầu nè. Anh Phương ơi, anh Phương. Nè anh Phương cho bà. Dạ. Nhà bà ở đâu? Bà ở bè mướp. Ở bè mướp ở đâu? Đó. Bè cánh giữa. Thế đây nè. Dạ hả? Bà là Việt kiều Campuchia luôn đúng không? Hay là bà sao? Bà ở trên Campuchia rồi. Campuchia vậy hả? Bà năm nay bao nhiêu tuổi hả bà? 77. Nhiều? 77 anh. 77, còn bơi xuồng đi bán dừa. Bán chỉ bán hả? Này, ngày bán được nhiêu bà? Ngày bà bán 100 dừa. 100 dừa hả? Em ơi, 100 dừa bà lời được 100 ngàn bà bỏ lít thang 55. Còn 75 ngàn? Bà còn 75 ngàn. Dạ. Gửi cho bà một thùng mì với lại một bao gạo 10kg để bà về bà ăn. Anh, đây là phần quà của anh Phương. Anh Phương. Dạ, bà cảm ơn cho. Dạ. Với lại anh Phương gửi tặng cho bà 200 ngàn. Dạ, cảm ơn cho. Mừng hả? Mừng quá, không có tiền. Không có tiền hả? Cho bà 500 ngàn nữa anh Phương ơi. Bà không có tiền. Đây, dạ, em Phương gửi cho bà 500. Vui không? Ủa sao khóc bà? Bà mừng. Bà mừng hả? Ừ. Bà tay bà mừng. Rồi, ôi, con chúc bà mua bà băng đất. Cô, dạ, bà mừng. Cô bên đây là bán cà phê. Ừ, bán cà phê. Cái này cũng mấy chục tuổi rồi. Lắm rồi chú ơi. Cho bà chai dầu nè. Ừ. Chú có uống nước rồi tôi cho. Tặng hay là bán? Dầu trắng ngon, dầu xanh mà cô này nãy xúc dầu xanh phải không? Dạ. Dầu trắng ngon thôi. Chú có uống nước đá trà dạ, cho. Cho hả? Uống thôi. Dạ. Trời. À. Ngày bán lời được nhiêu cô? Ừ. Ngày bán lời được nhiêu? Bà điếc đi lắm luôn hả con? Nói bà lớn lớn bà nó nghe, nói nhỏ bà không nghe. Bà điếc đi lắm, uống nước suối. Kêu cà phê cho bà bằng nước đá chanh cầm cơ. Thôi con ơi. Thôi con không uống đâu. Có nước suối chế vô. Thôi thôi không. Bà nói có nước suối chế vô. Trời ơi cô phải cho mấy tôi điếc chứ ơi. Sao không? Ơi cho chai này được rồi. Chai bị ướp. Rồi. Anh Vương uống dừa không? Không. Cho anh Vương uống trái dừa đi cô bà đi, thử ngon không? Rồi gửi tiền cho cô. Ừ. Chai nước nhiêu tiền? Cho thùng mì ăn được rồi. Rồi. Cho con thùng mì. Với anh bao gạo. Cho bao gạo luôn. Rồi. Tôi điếc, tôi hỏi, tôi có nghe đâu. Chia tay bà cụ cùng với lại cô này thì các anh em mình cũng sẽ gần gũi tiếp. Cho luôn. Ngày đây là như vậy á. Chú năm nay là chú bao nhiêu rồi cháu? Trời. Trời ơi. Cháu. Đây là cái nhà hay là cái chòi? Chòi.
rách nát hết thấy không? Mà cũng là cái nhà luôn này. Lặng lẽ giữa một cái dòng sông này nè. Còn lại gì đâu. Qua thời gian những cái bè nó mục hết. Và để nổi cái... Đi đằng trước hả chú? Dạ. Cái hộ của chú này khổ lắm nè. Lại chú này nè chú ơi, chú. Kìa nhìn cô đó bơi kìa. Trời ơi. Chèo. Thằng bé chèo kìa. Ôi trời ơi. Nó nghe tặng quà hình như là nó bơi lại rồi. Dạ con chào chú. Dạ con chào chú. Dành lại, dành lại. Ôi, lật lật lật. Giờ con chú sao rồi? Giờ nhà thương chạy với chân rồi. Dạ. Nhà thương thì nó chạy với chân. Trời ơi. Biết cho quà chạy là chú cho con chứ. Con nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi mà bơi giỏi như vậy. Xinh gì? Gạo mì hả? Nhà con ở đâu mà con bơi nhanh hơn? Bên kia con. Bên kia. Ừ, con có mấy anh em? Ba anh em. Ba anh em hả? À, sao con biết mấy chú cho? Mệt hả? Con cầm nổi không? Cầm nồng gạo nổi không? Được nhiêu ký? Bộ hàng ngày con đi vớt ve chai hay gì vậy? Chú thấy dưới sườn có mấy... Ba mẹ đâu? Ba mẹ đâu? Hả? Ba mẹ trên kia kìa. Anh Đồng cầm giùm em cho bé. Quá trời ơi. Quá trời nhạc luôn. Bây giờ chịu cái yêu đương cho nhau còn hay hết cô bác bên chị. Đây, chú để vô này coi con nha. Này là chú Phương ở Mỹ cho con nha. Bơi vậy nè, hai cái tay nhanh lắm. Mấy đứa bé ở số Việt Kiều Campuchia này á, tự động biết bơi, tự động biết lội luôn. Mà không biết chạy xe, biết chạy xe không con? Chú để đâu? Chú để đây nè. Được chưa? Rồi bây giờ bơi về hay sao? Bơi về. Rồi đi đi con. Chú. Đây là anh Phương ở Mỹ cho chú nè. Dạ, gửi cho chú 200. Từ nãy giờ chú đâu ai. Dạ. Bùi Hồ. Tôi với 200 dạ, em gửi cho. Dạ. Ôi trời ơi, nè gửi cô nè. Trời ơi, nghe nó vô chú hai. Lấy chai dầu luôn anh Phương. Em mượn đi. Con đủ rồi đúng không? Dạ con đi. Đâu còn cái dạ con có nhiêu gửi nhiêu hả bà ha. Này phần của anh Phương. Chú. Cô. Em tên Dũng mà. Dạ. Này gửi cho anh Dũng ha. Thằng của em mày đứng đó. Dạ, rồi. Rồi, ra đi để đâu chính để thâu ấy á. Rồi xong rồi đó con. Con này nó đâu vô. Dạ dạ có mấy hộ thôi. Cái đó đây hai hộ, ở nhà em đó đó, hỏi chú hai biết rồi. Dạ. Nó cho này thằng. Đây cô với anh hàng phần hả? Dạ. Không đủ à. Đây là em hai hộ nè. Hỏi chú hai biết rồi. Có hai bao gạo với ba thùng mì nữa. Xin phần nào thì mình mới lấy.
Rồi anh. Em hai hộ. Dạ dạ. Em đem có nhiêu à, thông cảm à. Dạ, em đem không đủ. Con là một hộ nữa đúng không? Đây. Đây. Con có dầu chưa? Chưa. Chị ướt gạo rồi. Rồi hết rồi. Không sao, không sao. Đem đi dầu, đem dầu. Rồi anh. Dạ. Dạ. Rồi cô. Rồi con cảm ơn ha. Dạ. Con anh Phương gửi cho cô 200. Dạ. Dạ. Rồi, dạ cảm ơn. Đó rồi. Cuối cùng mình không có luôn. Không có luôn. Anh nào? Chú này hả? Con thông mây cho không không. Con thông mây cho hai ảnh lên. Chú. Anh. Rồi em cảm ơn anh. Em có anh. Dạ, mình cứ san sẻ nhau đi ha. Tại vì em đem không có đủ. Dạ. Thôi bao giờ đi tin. Em hết luôn không? 6 tuần rồi. Hết rồi. Có gì dùm khác đi ha. Tại vì mà không biết bao nhiêu. Dạ, rồi vậy ha cô. Gửi rồi mà. Gửi rồi mà. Có rồi đó. Có gạo nó không có tiền. Dạ rồi rồi vậy ha cô. Chứ dầu đi. Ừ, nè, nè, nè. Còn không? Rồi rồi, vậy được ha. À, đi chú. Mình ra chú ơi. Đúng rồi, hết rồi, chú gì đó. Chú cho dầu đi. À, anh có cho dầu chưa? Chưa, chưa có gì đâu. Đó, chưa đó. Là tới cô kia có em bé mình đó. À, đưa cho cô đó giùm. Dạ. Đưa cho cái cô có em bé đó cho dầu đó cô. Thôi, chào mấy chú ha. Dạ. Trời ơi, thấy nguyên cái xóm thấy khổ. Anh Phương đây sao? Châu cho chai dầu đi. Cho dầu với chị đó 200 đi cho chị đó. Cho chị đó. À, cho rồi kìa. Gửi em đó rồi mà. Chị ơi. Giờ bơ bằng miếng dán rồi, thấy không? Đâu rồi đúng không? Rồi gửi cho bé nha, quay bé nó bé không mặc đồ. Rồi. Ở sao anh? Rất vui. Dạ. Rất vui. Dạ thôi em về, cảm ơn anh ha. Dạ. À, một lần nữa thì cũng tại vì mấy anh em của mình không biết ở dưới này bao nhiêu hộ, vậy là nữ là nhờ chú chở đi mua có 10 phần thôi. Rồi cho em về cái. Dạ ghê cái. Rồi bây giờ mình cũng đi về. Chú ơi, trở về lại. Bye bye. Dạ, bye bye. Cô chú đây cô chú anh chị mà thấy cái số Việt Kiều này nó khổ như cái số Việt Kiều ở Sài Gòn không? Khổ nhiều hơn, số hộ đông hơn. Ở Việt Kiều ở Sài Gòn là cô chú đó là một cộng thôi, còn đây mấy chục hộ, mấy mươi năm qua sống ở đây gọi là sống không quốc tịch luôn á. Ngày hôm nay thì là một trong những lần mà Bùi Hồ cùng với lại anh Phương là Việt Kiều Mỹ trở về lại đây thì san sẻ những cái yêu thương này, cũng cùng là Việt Kiều nhau nhưng mà san sẻ những yêu thương. Thấy cô chú như thế này á, lần trước thì Bùi Hồ cùng với lại mấy cô chú ở Úc, ở Mỹ cũng đi ghé thăm ở cái xóm này, nhưng mà người khổ nhiều lắm, không biết san sẻ sao, có bao nhiêu thì mình sẽ san sẻ bao nhiêu. Một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú quý anh chị Mạnh Thường Quân. Cảm ơn anh Phương cùng với lại gia đình của mình đã đồng hành cùng với mấy anh em để san sẻ những cái yêu thương này, để lan tỏa, để cho mọi người biết, để có thể cùng nhân lên cái những cái tấm lòng vàng á. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là gửi tặng cho chú này một chai dầu, rồi với lại gửi tiền cho chú là 200.000 để mà chú lái như vậy á. Anh Phương ơi, đưa cho chú một chai dầu với. Thấy cái khung cảnh ở đây sao anh? Vui không? Dạ. Con chào chú. Đây tặng
cô bác quý anh chị thấy như thế nào? Cuộc sống miền Tây hữu tình thiệt, nhưng mà bây giờ cô chú Việt Kiều á xuôi sờ dòng sông Mekong trở về lại đây thì đầy gãy sự khó khăn. Bây giờ thì cứ khắc phục từ từ á, lao động thì mới vượt qua được. Nên là nữ là mong rằng là cô chú sẽ có sức khỏe lao động. Giờ dù sao sống ở sông nước này miền Tây á nó đỡ hơn ở Sài Gòn ha. Một lần nữa thì các anh em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Cảm ơn anh Phương cùng với gia đình đã đồng hành cùng với lại Bùi Hồ, Út Cùng Tháp cũng như Một Đồng để có những chuyến hành trình thiện nguyện như thế này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau ha. Cảm ơn anh Phương nhiều, anh Phương ơi.